5 chính sách nhất định các bạn phải biết nếu muốn livestream bán được nhiều hàng mà không bị flop bóc tương tác. Đặc biệt là cái chính sách thứ 8 mình thấy có rất là nhiều các bạn gặp phải, dẫn đến tình trạng bị khóa like vĩnh viễn. Lỗi thứ nhất là lôi kéo khán giả sang một cái nền tảng mạng xã hội khác, đó là trong video hoặc trong livestream các bạn đưa các đường link nền tảng mạng xã hội khác này, đưa số điện thoại, đưa QR code hay là các đường link web vào trong video và trong live đều bị vi phạm và bóc tương tác. Thứ hai là phát lại video livestream của mình hoặc của người khác. Bây giờ TikTok đang làm rất là chặt những chính sách liên quan đến bản quyền và thương hiệu, nên bất kỳ cái hành vi nào liên quan đến việc là tải lại, phát lại video của mình hoặc của người khác đều bị vi phạm, dẫn đến cái nguy cơ rất là cao cái kênh TikTok đó sẽ bị khóa hoặc là không rút được cái tiền tiếp thị liên kết. Thứ ba là livestream không gắn giỏ hàng. Bình thường khi mà các bạn lên livestream, các bạn giới thiệu sản phẩm, các bạn không báo giá thì không gặp vấn đề gì cả. Nhưng khi mà các bạn giới thiệu, các bạn báo giá về sản phẩm đấy thì bắt buộc là cái sản phẩm đấy phải có trong giỏ hàng và phải được gắn vào trong cái phiên livestream, nếu không là sẽ bị vi phạm và khóa like. Thứ tư là mặc bộ quần áo thương hiệu lớn, ví dụ như Gucci, Chanel, Adidas mà các bạn mặc khi mà livestream bán hàng thì sẽ dẫn đến cái tình trạng là nền tảng hiểu nhầm rằng là bạn đang bán cái sản phẩm mà chưa được ủy quyền từ cái thương hiệu đấy. Còn trường hợp khi mà các bạn bán những cái sản phẩm liên quan đến thương hiệu cá nhân của mình hoặc là những cái thương hiệu nhỏ thì không sao các bạn nhé. Thứ năm là bán lệch sản phẩm trong live, đó là khi mà các bạn livestream, các bạn giới thiệu báo giá về sản phẩm nào thì các bạn phải ghim cái sản phẩm đấy lên. Ví dụ khi mà mình giới thiệu về cái mic thì mình phải ghim cái mic, khi mà mình giới thiệu về cái bút thì mình phải ghim cái bút, không được giới thiệu một sản phẩm xong lại ghim một cái sản phẩm khác các bạn nhé. Thứ sáu là hình ảnh nhạy cảm. Lỗi này rất hay gặp phải những bạn bán thực phẩm chức năng, các bạn hay khoe mông, khoe eo, khoe ngực thì các bạn phải quay đúng bối cảnh, ví dụ như trong phòng tập, ở bể bơi, bãi tắm thì không gặp vấn đề gì nhé. Thứ bảy là sử dụng hình ảnh trẻ em, đó là khi làm video livestream có trẻ em thì tốt nhất là các bạn nên có người lớn đi cùng và tránh cho trẻ em review đánh giá sản phẩm nếu không muốn bị vi phạm. Cuối cùng là dùng từ ngữ phóng đại về sản phẩm, những cái từ ngữ khẳng định về sản phẩm như là 100% là như này, 100% là như kia, top 1, top 2 hoặc là những cái từ về khẳng định cam kết là như này, cam kết là như kia đều bị vi phạm. Hoặc là khi mà các bạn làm video, các bạn livestream, các bạn muốn tặng quà thì bắt buộc là cái sản phẩm của các bạn ở trong TikTok nó phải có ghi là tặng quà này, và trong cái hình ảnh của sản phẩm ở trong TikTok cũng phải có cái hình ảnh về sản phẩm quà tặng luôn thì mới không bị vi phạm các bạn nhé. Chúc các bạn làm video livestream bán được thật nhiều hàng. Nếu thấy kênh của Tuấn hay và hữu ích thì đừng quên bấm follow kênh để theo dõi những video tiếp theo nhé.